rẫy, gần 300 người dân là hộ nghèo trong xã đã đến địa điểm xuất phát để nhận muối về cho gia đình. Gia đình Văn Trường đến địa điểm nhận muối từ sáng sớm, từng sống qua những thời khắc khó khăn, từng nếm trải nỗi khổ ăn cơm với rau rừng, hạt muối. Nên bây giờ, dù bếp ở nhà ít khi thiếu muối, nhưng với ông muối vẫn rất quý giá. Và không giấu được niềm vui cùng phụ giúp bà con nhận muối. Nhà nước lo muối, theo chú là chú rất cảm ơn. Bởi vì thời gian này là thời gian mưa lũ. Mà nhà nước mà có điều kiện là cấp cho bà con muối để bà con ăn đỡ. Bà con không đánh thời gian là bà con kiếm tiền mà mua muối. Để mua trà về nhà đó cũng mình tiết kiệm nữa, không tiết kiệm là mình vừa bán là có mua là mình bán cho cái quán nữa. Là không được, không nên nhà nước không phải đem muối cọc muối mà trà để bán, không phải mua là mua kiếm cho bà con để bà con có muối ăn. Mua là rất quan trọng, không có muối là có rau có nước thì không có muối thì không ăn được. Có mua iốt, có là bệnh mua khổ. Là ở đây có cái bon chỉ độ về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng như là trong các buổi truyền thông trong các câu lạc bộ dinh dưỡng thì đã truyền thông cho bà con về vấn đề mà công dụng của muối và lợi ích của muối, đặc biệt là muối iốt. Thì muối iốt là nó bổ sung cái thành phần lượng iốt cho cơ thể rất là quan trọng. Thì có cái này thì dễ sinh ra những cái bệnh và đặc biệt như bệnh bú cổ. Ngoài đó thì những cuộc họp thông xóm khu dân cư thì xã đều triển khai cái nội dung này và cũng hướng dẫn cho bà con về cách bảo quản. Ví dụ như mình nhận muối về nhiều thì mình có cách bảo quản không để muối nó bị hư rồi chảy nước này nọ, thì mình hướng dẫn bà con để nơi khô ráo phóng mót và để dành ăn một thời gian nhất định nào đó.